Qua đợt cao điểm kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh, cơ quan chức năng đã xử phạt 233 trường hợp với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng, đình chỉ 14 cơ sở, tạm đình chỉ 52 cơ sở, thu hồi 9 giấy chứng nhận an ninh trật tự. Qua 45 ngày thực hiện, đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn tỉnh tiến hành kiểm tra được trên 10.000 cơ sở về phòng cháy chữa cháy, đạt 63% số cơ sở trong toàn tỉnh. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các cơ sở đã có sự quan tâm đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy, tổ chức thực hiện cá đầy đủ quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Cơ quan chức năng đã xử phạt 233 trường hợp với tổng số tiền phạt trên 3,3 tỷ đồng. Đình chỉ 14 cơ sở, tạm đình chỉ 52 cơ sở, thu hồi 9 giấy chứng nhận an ninh trật tự các lỗi vi phạm chủ yếu là thiếu hồ sơ theo dõi quản lý về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chưa trang bị hoặc trang bị thiếu hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa xây dựng phương án cứu nạn thiết bị chữa cháy mini có trang bị nhưng chưa được kiểm tra bảo dưỡng theo quy định